Tỉnh Quảng Nam quy định, đến hết năm 2018 sẽ không cấp điện cho các hộ nuôi tôm trên cát không phù hợp với quy hoạch, nuôi tôm không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Đây còn là bước khởi đầu để tiến tới hình thành vùng nuôi tôm tập trung lớn. Tuy nhiên, đối với nhiều người, quy định này vẫn còn quá sớm và sẽ dẫn đến nhiều khó khăn cho người sản xuất, nhất là hộ sản xuất nhỏ lẻ. Nuôi tôm tập trung để đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và khắc phục ô nhiễm môi trường là hướng phát triển tất yếu. Tuy vậy, tỉnh Quảng Nam cũng cần có phương án hợp lý để các hộ nuôi tôm nhỏ lẻ không bị thiệt hại, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu đề ra.